Hello. Hello cả nhà. Hello. Chị Nương ơi. Đây em lên đây nè chị Nương. Em nói với chị vậy nè. Nếu chị tin em á thì chị tin. Còn chị không tin em á thì có gì sau này chị chưa chịu. Cái kênh của chị á nó kêu em Nguyễn An kêu em qua phá chị đó nha. Chị coi chị muốn tốt với nó thì chị chờ. Chị ấy. Nó kêu cái kênh em á, nó kêu em á qua thôi giờ bỏ cái tay ngược cho chị đi, nó kêu em vậy đó. Mà giờ em qua vẫn là em qua mà em không có bỏ lại ngón tay ngược cho chị, nó kêu em vậy đó chị nha. Nó kêu em qua bỏ cái tay ngược cho chị á, thì chị còn cái đó là chị nói cái chuyện với nó đi thì đó em là nó nói với em á. Thôi giờ cái kênh nó có ai bỏ thì em không biết, ai bỏ cái tay ngược cho nó thì em không biết như vậy. Mà nó kêu em nè, chính kêu ngay em nè là bỏ cái tay ngược lại cho chị, mà nhưng em qua em xem thôi chứ em không bỏ cái tay ngược lại cho chị. Rồi để em lên cái clip này em cho chị nói chuyện với nó sao sao ha. Còn nhưng thật ra là em không có bỏ cái tay ngược cho chị, để em lên cái clip này, clip ngắn này cho chị hiểu và chị hiểu tình huống của em. Còn á chị em mình đi qua chơi bên trên kênh chị thì cái lỗi đó là ai, cái nick đó ai lấy em không biết, cái nick đó ai lấy tên của em, hình dạng của hình bóng của em không biết. Nhưng chị ẩn à, không phải là xin lỗi, ai ẩn á là cái clip của em, cái nick của em còn, mà cái nick giả đó lại mất, đó là em không biết nha chị. Còn á bây giờ em đăng lại cái clip người này cho chị nghe, là nó kêu em qua bên chị á đánh nó tay ngược cho chị. Em giờ em lên nói thật sự với chị cho chị biết luôn đó nha. Nha chị Nương, chị cô Nương á, em nói chị á là phải giấy đi, chứ nó kêu em á là qua đánh món tay ngược cho chị đó. Rồi, xin kết thúc tại đây nha nha chị Nương.